mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vì sao Dế Choắt là quán quân của rap Việt lại khiến khán giả sửng sốt? Trước Dế Choắt, chưa từng có một quán quân chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Việt Nam nào có nhiều hình xăm như vậy, gần như kín người. Số đông từng nghĩ đó là một trong những cản trở để nam rapper chinh phục cướp rap Việt. Nhưng bất ngờ xảy ra, khác với nhiều dự đoán trước đó khi Dế Choắt của đội Wowy đã vượt quái vật Jidoki để trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi ngay sau khi đăng quang, Dế Choắt cho biết cảm xúc bất ngờ của anh lại không đến từ vị trí quán quân. Bất ngờ là khi anh chàng vượt qua được vòng ngoài ở rap Việt. Khi biết rap Việt tuyển sinh, tôi thấy rất vui. Tôi cũng là người trẻ yêu rap, cũng muốn tham gia cuộc thi. Nhưng tôi luôn tự hỏi mình có nhiều hình xăm, liệu có thể đến với rap Việt được hay không? Nỗi sợ đó là lớn nhất. Vậy khi tất cả đều khuyên, tại sao tôi không thử, không làm? Lúc đó tôi mới quyết định bắt xe đi trong đêm, từ Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xuống để casting, xong lại về Đà Lạt. Một tuần sau tôi nhận được tin báo đã trúng tuyển vào vòng ghi hình. Đó mới là bất ngờ lớn nhất. Trong cuộc họp báo diễn ra vào nửa đêm, Dế Choắt ngồi cạnh á quân Jidoki. Khi được đề nghị nói về nhau, Dế Choắt bày tỏ mong muốn được nghe Jidoki chia sẻ trước. Sinh năm 1996, với tên thật là Châu Hải Minh, Dế Choắt đúng nghĩa là một rapper đường phố. Anh nghỉ học từ năm lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình, Dế Choắt sớm bươn trải với cuộc sống. Được một thời gian, anh lên Đà Lạt mưu sinh, cũng từng chăn ngựa, mặc đồ thú bông để khách du lịch chụp hình. Sau này nhờ được giúp đỡ, Dế Choắt tiếp cận nghề xăm và trở thành thợ xăm có tiếng ở Đà Lạt. Ngoài ra, Dế Choắt cũng đã được biết đến với vai trò rapper trước khi xuất hiện ở rap Việt, mà là rapper trong dòng nhạc live. Anh là tác giả của các bản rap Đời Lạ Lắm À Nghen với hơn 50 triệu lượt xem trên mạng. Đây là thành tích mà nhiều rapper Việt có tiếng trong giới cũng chưa chắc đạt được. Ở vòng chinh phục, Dế Choắt tự tin với bản rap Chú Bé Lót Chất dựa trên bài thơ Lượm của cố nhà thơ Tố Hữu. Giám khảo Remastic nhận xét, Dế Choắt sử dụng nhạc old school, nhịp bơm bát, dòng nhạc tinh túy cội nguồn của hip hop. Dế Choắt nhận được hai nón vàng từ huấn luyện viên, song anh không mất nhiều thời gian để chọn vào đội Wowy. Quyết định này được đánh giá là sáng suốt, do Wowy cũng là một rapper xuất thân từ đường phố. Thái độ quyết liệt của Wowy khi giành Dế Choắt về đội cũng cho thấy sự ưng ý của nam rapper. Tuy nhiên, vì trân trọng tài năng của Dế Choắt, Wowy không cho hai giám khảo có cơ hội quyết định. Wowy chọn cách trao nón vàng vì muốn Dế Choắt tự quyết định cuộc đời mình. Và thực tế, ngay từ vòng chinh phục, Dế Choắt đã được coi là át chủ bài của Wowy. Trong bảng điểm trước chung kết xếp hạng, Dế Choắt đạt 43 điểm kỹ thuật, trên tổng điểm cao nhất là 50 cho 5 kỹ năng. Anh xếp sau Jidoki và Ricky Star cho cả một hành trình ở rap Việt. Có một điều rất dễ nhận thấy ở Dế Choắt, anh không phải là một rapper toàn diện, nhưng lại rất riêng biệt. Thế mạnh lớn nhất của anh nằm ở lyrics của các bạn rap. Khác với hình chung về một rapper đường phố chỉ học đến lớp 9, lyrics của Dế Choắt lại kết tinh từ nhiều hình ảnh, câu chữ đậm tính văn học. Trong đó, Phiêu Lưu Ký được đánh giá là ấn tượng bậc nhất ở vòng chinh phục, bản rap biến hóa trong kỹ thuật bổ nhịp và xây dựng vần đôi. Song cốt lõi lyrics của Dế Choắt phải là cách phối hợp hài hòa giữa ngôn ngữ văn chương và đời sống. Dế Choắt không có tổ hợp flow phức tạp như Mê Cung, anh cũng không có những fast flow, choáng ngợp. Nhưng xét về khả năng làm chủ các dạng thức của từ ở rap Việt, khó thí sinh nào qua được Dế Choắt. Nhiều từ được Dế Choắt sắp đặt cạnh nhau rất hợp lý, chuyển đổi liên tục giữa động từ, tính từ, danh từ. Song điểm yếu không phải không có. Ở rap Việt, Dế Choắt không có chất giọng trời phú như Jidoki hay dư thừa năng lượng như Thành Raw. Thậm chí trong bản đấu vòng bứt phá với sự góp mặt của 60 Tip, Dế Choắt cũng bị cho là thua về xử lý giọng. Dế Choắt cũng không phải là thí sinh phong độ nhất từ đầu cuộc thi đến nay. Nhưng điều đáng ghi nhận là sau vòng đối đầu, Dế Choắt tiến bộ vượt bậc. Vòng bứt phá, anh đã lấy lại hoàn toàn phong độ, thắng bảng A và tiến tới chung kết. Ở vòng chung kết 1, anh trở thành một trong những thí sinh ấn tượng nhất. Nhưng nếu chỉ có như vậy, anh không đủ giành ngôi vô địch. Một bản rap còn sạn và một số ví von có phần đào to búa lớn. Nhưng mọi hạn chế còn tồn tại đã được khắc phục trong tiết mục bùng nổ, kết hợp với Wowy trong đêm chung kết xếp hạng. Màn thi triển rap mang tính quyết định giúp anh trở thành người chiến thắng. Bản rap của trận đấu cuối cùng với tên gọi Chim Sẻ và Dâu Tây đã chinh phục người nghe về tình anh em, tình đồng đội, tình thầy trò. Một sự hòa hợp đáng kinh ngạc giữa Wowy và Dế Choắt.
Hãy nói như Justati là Wowy và Giấy Chất đã mang đến một tình anh em mà bất cứ ai cũng muốn có được. Cả hai không chỉ hiểu nhau ở ngoài đời mà còn kết hợp chỉnh chu trong âm nhạc. Với chim sẻ và dâu tây cùng cái ôm rất chặt của tình anh em thầy trò, Giới Chất đã vươn lên dẫn đầu trong tin nhắn bình chọn và trở thành quán quân rap Việt. Một quán quân khác với tất cả các quán quân mà truyền hình thực tế Việt về âm nhạc từng có. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.